Hôm nay sẽ là ngày tan của mày. Mối thù trước đây bọn tao nhất định phải báo. Nói ít thôi, lên hết đây. Ổn chứ? Cũng có tí tiến bộ nhưng mà vẫn chưa đủ trình. Giờ còn ai dám cản đường ta nữa? Còn tôi. Hết giờ chơi rồi. Đứng lại.